Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh của Việt Anh Football. Trước khi chúng ta bắt đầu phân tích câu chuyện chi tiết được kể trong video này, đừng quên ấn subscribe kênh và nhớ ấn chuông để nhận những video mới nhất liên quan đến thế giới túp cầu mỗi ngày. Từ kỷ nguyên triều đại Sir Alex Ferguson, ông luôn tạo nên những thành công cho Manchester United với sức mạnh của những tiền đạo hàng đầu thế giới từ Andy Cole, Dwight York, Van Nistelrooy. Đã được trình diễn tại Old Trafford trong suốt 26 năm tại vị của Sir Alex luôn khiến người ta mê mẩn và đắm say. Bước vào thế kỷ 21, Man United trình làng hai cầu thủ trẻ đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để giúp Quỷ Đỏ định hình lối chơi. Trong kỷ nguyên mới của bóng đá, họ mang lại những danh hiệu và những bàn thắng, và là niềm tự hào trên sân cỏ và đưa đội bóng đi lên một tầm cao mới, đó chính là Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney. Con đường đến với nhà hát của cả hai khá tương đồng. Trong khi Ronaldo trưởng thành từ lò đào tạo của Sporting với tài năng nổi bật, trong một trận giao hữu hè giữa gã khổng lồ của Bồ Đào Nha và Manchester United, Sir Alex đã bị ấn tượng với màn trình diễn của chàng trai 18 tuổi và ông đã lên kế hoạch bế măng non về với nước Anh. Trận đấu như một tờ giấy xác nhận trong buổi coi mắt, và khỏi phải nói cậu thanh niên mảnh khảnh kia rất xuất sắc. Thì trước khi tới Bồ Đào Nha, Sir Alex đã nhắc nhở các học trò của mình rằng hãy để mắt tới Ricardo Quaresma hơn là Ronaldo. Nhưng trận đấu khép lại, những vị trợ lý và cả chính Sir Alex đã lên kế hoạch lấy bằng được chữ ký của Ronaldo. Và tuần sau, vụ chuyển nhượng của CR7 từ Sporting đến Manchester United được hoàn tất với mức phí 12 triệu bảng. Cũng kể từ đó, con đường trở thành siêu sao bóng đá của Cristiano Ronaldo chính thức bắt đầu. Anh được kỳ vọng rất nhiều bởi người ta đã nhìn thấu tài năng của một cầu thủ sẽ đi vào một phần lịch sử của câu lạc bộ. Trong khi đó, cách 53 cây số về phía tây của thành phố Manchester có một tài năng khác cũng đang bay cao trong màu áo của Everton. Tên của cậu ấy là Wayne Rooney. Rooney ra mắt Premier League vào năm 2002 và có trận ra mắt như mơ trong trận gặp Arsenal. Anh ghi bàn thắng đầu tiên xé lưới Arsenal để ấn định chiến thắng 2-1 dành cho Everton và cũng lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League. Với những màn trình diễn xuất sắc, anh nhanh chóng được triệu tập vào đội tuyển Anh tham dự Euro 2004. Cả hai đều gây dựng tiếng vang lớn từ câu lạc bộ thuở thiếu thời và rồi được sát cánh cùng nhau ở mùa hè năm 2004 sau khi Rooney hoàn tất thương thảo để rời thành phố cảng Liverpool với mức phí kỷ lục là 25 triệu bảng. Con số đắt nhất của một cầu thủ 19 tuổi không khiến người khác hoài nghi, chân sút người Anh lập ngay một hat-trick ngay tại Champions League vào lưới Fenerbahce. Ở thời điểm đó, với sự xông xáo, trẻ trung và nhiệt huyết, rõ ràng Man United đã sở hữu một báu vật đầy hứa hẹn sẽ mang về thành công trong tương lai. Manchester United đã mạnh tay gạt đi những công thần đã mang về cho họ những vinh quang. Để tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, những tiềm năng sẽ đưa họ lên một tầm cao mới. Nhưng mùa năm 2004 đến năm 2005, nhà hát của những giấc mơ là Dìu Hưu không có nổi một danh hiệu nào. Họ thua trận chung kết FA Cup trước Arsenal, dừng bước ở bán kết cấp liên đoàn và đứng thứ ba tại Premier League sau Arsenal và thế lực mới nổi Chelsea. Tuy thất bại cùng tập thể nhưng ở hạng mục cá nhân thủ họ tỏ ra rất xuất sắc. Mùa giải đầu tiên của Rooney tại Man United, anh ghi được 11 bàn thắng. Anh là cây săn bàn hàng đầu của câu lạc bộ tại Premier League, giúp cầu thủ này được giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Thành tích ghi bàn của Ronaldo ít hơn Rooney đôi lúc, nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn tạo được dấu ấn với 4 bàn thắng quan trọng tại FA Cup, trực tiếp đưa Man United đến trận chung kết. Năm tiếp theo, Man United giành được cúp liên đoàn Anh. Sau hàng loạt màn trình diễn coi là trưởng thành, Rooney và Ronaldo chứng tỏ mình có thể chơi tốt hơn ở phần còn lại và tự tin vào suất đá chính. Nhưng cái giá cho sự trưởng thành đó là sự mất cân bằng trong phòng thay đồ khi các cầu thủ bị chạm đến lòng tự ái. Ronaldo là cái tên xuất sắc nhất và tài năng nhất tại câu lạc bộ, nhưng Van Nistelrooy có phần nóng mắt với phong cách chơi bóng với cầu thủ người Bồ Đào Nha. Đến World Cup 2006, hai sao trẻ Ronaldo và Rooney cùng trong màu áo câu lạc bộ có những va chạm với nhau trong màu áo đội tuyển. Trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Anh, khi Rooney bị Ricardo Carvalho khóa chặt và tiền đạo người liền Anh tỏ thái độ phản ứng. Nhận thấy cơ hội, Cristiano Ronaldo lập tức xông đến chỗ trọng tài chính để yêu cầu ông đuổi người đồng đội ở câu lạc bộ Manchester United ra khỏi sân. Trọng tài phải buộc đưa ra quyết định dưới sự áp lực của đội tuyển Bồ Đào Nha. Đội tuyển Anh chỉ còn chơi với 10 người. Tiếp tục châm dầu vào lửa, Cristiano Ronaldo còn nháy mắt về phía ban huấn luyện của Bồ Đào Nha. Và từ đây, người hâm mộ nước Anh bắt đầu hình dung những màn trả thù cho cầu thủ người Bồ. Truyền thông đã lợi dụng tình hình để tung tin thất thiệt cho lùa đỏ thành Manchester, cho rằng Ronaldo sắp rời Old Trafford. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đang cảm thấy cô độc và nhe nhóm quyết định chia tay Quỷ Đỏ.
Nhưng rồi chẳng có cuộc chia tay nào cả. Câu lạc bộ nhìn thấy Ronaldo chính là yếu tố không thể thiếu và bằng mọi cách để giữ chân Ronaldo ở lại. Sự cố ở World Cup chính là bước ngoặt khi câu lạc bộ thống trị nước Anh trở lại trên mọi đấu trường, đặc biệt là đấu trường Champions League. Hàng phòng ngự được bổ sung thêm chất thép với những cái tên chất lượng như Patrice Evra, Nemanja Vidic và Van Nistelrooy là người khăn gói rời Old Trafford sau những lùm xùm với Sir Alex và cậu học trò cưng Ronaldo. Quỷ Điểu sẵn sàng với đội hình giàu sức trẻ và khát khao cống hiến. Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Rooney đã giải quyết ổn thỏa, hai cầu thủ đã hướng đến mục tiêu chung của câu lạc bộ. Giữ vững tinh thần và sự lạc quan tốt nhất và chấm dứt sự khô hạn danh hiệu của câu lạc bộ. Ronaldo được tung hô như là một ngôi sao. Mùa giải năm 2006 đến năm 2007 khẳng định đẳng cấp của mình trong màu áo đỏ. Man United thể hiện sự lì lợm trong cả mùa giải, họ chỉ để thua 2 trận trong nửa đầu mùa giải. Ronaldo được sự giúp đỡ từ tuyến dưới, hiếm khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn và điền tên mình lên bảng điện tử. Cuối năm đó Ronaldo càng tô điểm thành tích của mình khi liên tục nổ súng giúp Quỷ Đỏ giành chiến thắng. Thách thức của họ là nhà đương kim vô địch Chelsea khi đoàn quân của Mourinho để bộc lộ quá nhiều điểm yếu và không thể bắt kịp Man United. Đầu tháng 10 Man United vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và duy trì lợi thế trong suốt 31 vòng đấu còn lại. Cùng với 83 bàn thắng được ghi, đối với Ronaldo đó là tiền đề giúp anh đạt giải thưởng danh giá cầu thủ xuất sắc nhất năm và anh nhận giải thưởng cầu thủ của năm do người hâm mộ lựa chọn. Nhưng hành trình của họ tại Champions League, họ có chiến thắng giòn giã 7-1 trên sân nhà trước AS Roma, nhưng Quỷ Đỏ đã phải dừng bước ở bán kết trước AC Milan. Ở pha Cup Man United nhận thất bại trước chính Chelsea ở chung kết. Nhưng mùa giải tiếp theo mới chính là đỉnh cao, Quỷ Đỏ bước vào kỷ nguyên mới. Sir Alex đã vạch rõ đường đi nước bước, ông mang về Carlos Tevez giúp hoàn thiện hơn hàng tấn công. Rooney được khoác áo số 10, Sir Alex sử dụng đội hình 4-4-2 quen thuộc. Ronaldo đã khởi đầu chậm chạp khi chẳng ghi được bàn thắng nào ở tháng 9. Rooney cũng vậy, Quỷ Đỏ còn lơ lửng ở dưới nhóm xuống hạng sau 3 trận đầu tiên không biết đến mùi chiến thắng. Tuy nhiên một đội hình chất lượng giúp Man United tự tin giành thắng lợi từ tuần này sang tuần khác, họ chứng đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù. Mặc dù Rooney phải nghỉ thi đấu ở mùa giải năm 2007 đến năm 2008 vì chấn thương mắt cá, đội bóng vẫn tạo ra sự nguy hiểm với sự có mặt của Ronaldo trên hàng công. Ronaldo đoạt danh hiệu vua phá lưới Premier League với 31 bàn, Man United đã mang về phòng truyền thống với danh hiệu ngoại hạng. Có đôi chút khó khăn hơn với sự bám đuổi gắt gao từ phía sau như Arsenal và Chelsea. Thành tích của Man United tại Champions League, họ bất bại suốt vòng bảng với 5 thắng và 1 hòa. Rooney và Ronaldo đã ghi đến 8 trong tổng số 13 bàn. Tới vòng knockout, họ giành chiến thắng nhọc nhằn trước Lyon và tiếp tục thắng Roma ở trận tứ kết. Tới với trận bán kết, Man United đụng độ ngã khổng lồ Barcelona và Man United tiếp tục chiến thắng với bàn thắng duy nhất của Paul Scholes. Cho nên trận chung kết tại Moscow, Quỷ Đỏ tiếp tục gặp lại đối thủ quen thuộc Chelsea. Ronaldo nhanh chóng mở tỷ số cho Man United bằng một pha bật cao đánh đầu. Trước khi hiệp 1 khép lại, Frank Lampard đã có bàn thắng gỡ hòa cho Chelsea. Bất ngờ Drogba bị đuổi khỏi sân ở hiệp phụ thứ 2. Cả hai đội đã bước vào loạt penalty cân não để tìm ra nhà vô địch. Quả đá 11m của Ronaldo bị Picha trách chặn đứng. Nhưng hình ảnh thất bại vào đêm ngày hôm đó thuộc về John Terry. Cú trượt chân đáng quên để rồi lượt đá của Nicolas Anelka đã không chiến thắng được thủ thành Van der Sar. Anh đưa Man United lên ngôi tại Champions League lần thứ 3 trong lịch sử. Một danh hiệu xứng đáng với toàn đội đã bỏ ra trong suốt mùa giải. Cặp đôi Rooney và Ronaldo một lần nữa khiến người ta phải nhắc tới mình. Họ ghi tới 60 bàn thắng ở trên mọi đấu trường, bất chấp do chấn thương Rooney gặp phải ở đầu mùa. Tiền đạo người Anh vẫn đóng góp tích cực trên đấu trường châu lục và ở cúp liên đoàn. Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao, thêm vào đó anh giành thêm chiếc giày vàng châu Âu. Và cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, anh lần đầu tiên đứng trên đỉnh cao danh vọng với quả bóng vàng châu Âu. Và cầu thủ xuất nhất năm của FIFA lần đầu tiên trong sự nghiệp, bộ đôi này đã lập lại thành tích của mùa giải trước sau khi vô địch Premier League và họ giành thêm danh hiệu FIFA Club World Cup và cú liên đoàn Anh. Ở châu Âu họ tiếp tục thống trị chuỗi ngày ghi bàn. Man United dễ dàng đánh bại Inter Milan trước khi bàn thắng tuyệt diệu của Ronaldo tạo thành điểm nhấn cho trận thắng 3-2 trước Porto. Bàn thắng đó đã giúp CR7 giành danh hiệu Queen's Cup. Anh lập lại siêu phẩm trước Arsenal và lần này là quả đá phạt trực tiếp. Và trong trận chung kết Champions League họ lại thất thủ 0-2 trước Barcelona của Pep Guardiola, huấn luyện viên được coi là thành công nhất trong triết lý bóng đá hiện đại.
Đây cũng có lẽ là điểm khởi đầu cho triều đại của những thống trị cho bộ đôi kỳ phùng địch cũ Ronaldo và Messi. Cuối mùa giải, Ronaldo rời Man United để chuyển đến Real Madrid và chấm dứt sự hợp tác cùng Rooney với 46 bàn thắng trong mùa giải cuối cùng. Suốt 5 năm sát cánh cùng nhau, bộ đôi Rooney và Ronaldo đã mang về 7 danh hiệu ghi đến 215 năm và đưa quỷ đỏ bay cao ở đấu trường quốc nội lẫn châu lục. Sau ngày CR7 ra đi, Man United đang tìm kiếm một số 7 mới. Dù ít lần người mới tỏ ra vô cùng tiềm năng, Rooney sau ngày chia tay Ronaldo đã vươn lên trở thành thủ lĩnh của Man United và đã cống hiến hết sức trẻ dành cho Man United. Dù anh đã ghi rất nhiều bàn cho Man Uni nhưng có cảm giác Rooney vẫn chơi hay nhất khi bên cạnh Ronaldo. Họ là bộ đôi cực kỳ lý tưởng, sinh ra là để dành cho nhau. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu video hay thì cho mình xin một like và một subscribe kênh để ủng hộ mình ạ. Còn bây giờ, xin chào, hẹn các bạn trong các video sau.